mình á, miễn là cái nồi này có thể nấu được cơm mà cái nồi kia cũng nấu được cơm. Tại vì người ta sẽ dựa vào đâu ạ? Người ta sẽ dựa vào cái sự dịu dàng của các bạn trong quá trình bán hàng, dựa vào cái việc là bên này có nhân viên bán hàng rất là xinh đẹp, chân rất là dài, váy rất là ngắn, hoặc là dịch vụ sau bán hàng của các bạn bảo hành rất là tốt, vân vân vân, những cái yếu tố đó, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây cái mặt hàng của các bạn kinh doanh nó không chỉ là cạnh tranh ở dịch vụ không, mà như cô nói nó còn rất nhiều các yếu tố khác nữa, về giá cả này, rồi về chất lượng sản phẩm này, rồi sự đa dạng trong cái mẫu mã nữa, thì chúng ta bị cạnh tranh rất là nhiều bởi bởi các cái đối tượng đối thủ cạnh tranh khác mà cùng kinh doanh ở cái mặt hàng online, trên mạng xã hội, ở cùng một cái kênh như vậy. Cho nên là để mà chúng ta có thể giữ chân được khách hàng thì ngoài cái việc là qua những cái sự cố đó chúng ta khắc phục được một cách nào đó để khách hàng hài lòng, nó còn nhiều yếu tố khác nữa để khách hàng có thể quay đi quay lại, thì mình phải hiểu cái đặc thù ngành kinh doanh của mình như vậy, được không ạ? Đó, thì mình phải lưu ý là gì ạ? Mình nên tìm những cái kênh nào đó để có thể hỗ trợ một cách tốt nhất cho cái việc kinh doanh của mình, để mà chúng ta có một giá nó có thể cạnh tranh được, đúng không ạ? Tìm những cái nguồn, ví dụ bạn nhập hàng trực tiếp từ nước ngoài, đúng không ạ? Thì tìm những cái xưởng hoặc là những cái cơ sở cung ứng mà nó có những cái mẫu mã có thể cạnh tranh được, bởi vì trong cái mặt hàng này khách hàng luôn luôn tìm kiếm sự đa dạng, đúng không? Luôn luôn tìm kiếm sự đa dạng, và cái bởi vì cái nhu cầu của họ cần được đáp ứng, cái lợi ích mà họ cần có đó là gì ạ? Mẫu mã thời trang là một cập nhật xu hướng, là một yếu tố rất quan trọng. Mặc dù các bạn chăm sóc khách hàng kỹ lưỡng, mặc dù giá các bạn có rẻ, các bạn có ship hàng tận nơi, nhưng mà ví dụ như mình không đáp ứng được cái đó thì cũng không thể nào khách hàng quay đi quay lại với mình được. Thì các bạn cứ để ý cái mặt bằng chung ở trên trên cái vấn đề về kinh doanh, mặc dù mình là người mua hàng thôi, nhưng mà mình cũng thấy trong cái sự lựa chọn của mình là như vậy. Mặc dù là mình order có thể là chỗ này hả, là nó đợt này không về kịp hàng, rất là bực mình rồi, nhưng mà mình vẫn quay lại bởi vì giá rẻ, bởi vì mẫu mã rất là đa dạng mà mới nữa, mà những chỗ khác không không bằng. Chính cái yếu tố đó nó sẽ là giữ chân khách hàng nữa, chứ không phải là chỉ là dịch vụ không, đúng không ạ? Rồi có ai thảo luận thêm về cái tình huống vừa rồi nữa không ạ? Của bạn Nguyên, có thêm những cái góc nhìn cũng như là những cái kiến thức, những cái tư duy nào đó để mà sau này các bạn có thể là dựa trên những cái đó, đúng không ạ? Dựa trên những cái kiến thức và những cái ví dụ đó để các bạn có thể triển khai một cách linh hoạt hơn trong cái quá trình mà các bạn đi làm, nếu như mà các bạn có làm ở cái vị trí bán hàng chẳng hạn. Và một lần nữa cô nhắc lại là gì ạ? Các bạn ở trong bán hàng, các bạn đừng có rập khuôn, các bạn không thể nào là gọi nói là một cái quy trình hoặc là một cái chương trình bán hàng của một nào là gọi là hiệu quả nhất được, bởi vì nó đặc thù cho từng cái công ty, từng cái mô hình kinh doanh, từng cái cửa hàng, từng cái ngành hàng kinh doanh nó sẽ khác nhau, đúng không ạ? Do đó là bởi vì cái sự khác nhau đó cho nên là cái sự tương tác với khách hàng này, rồi là thậm chí là cái quy trình, đúng không? Các cái bước mà chúng ta diễn ra khi bán hàng trực tiếp á, nó cũng sẽ khác nhau, nó không thể giống nhau được, đúng không? Các bạn đi bán một chiếc xe ô tô nó sẽ khác với các bạn đi bán là dược phẩm, các bạn đi bán dược, các bạn làm trình dược viên nó sẽ khác với lại các bạn đi bán bảo hiểm. Các bạn đi bán bảo hiểm, những cái quy trình, những cái bước tư vấn cho khách hàng nó cũng sẽ khác với cái việc là các bạn đi bán xe ô tô, nó khác với cái việc là các bạn đi bán cái hàng tiêu dùng ở trên kênh kênh phân phối hàng tiêu dùng, nó khác nhau hoàn toàn, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta chỉ có thể là hiểu cơ bản ở cái góc độ về lý thuyết là chúng ta phải phải hiểu về khách hàng, phải hiểu về thị trường, phải hiểu về đối thủ cạnh tranh, dựa trên đó cộng thêm gì các bạn cái đặc thù về sản phẩm, đặc thù của ngành của mình, thì mình mới đưa ra một cái chương trình phù hợp được, chứ không thể nào mà rập khuôn giả, bước thứ nhất là phải làm thế này, bước thứ hai là phải làm thế kia, và phải đủ chừng này bước, phải có những cái sản phẩm nó đâu có thể nào là trình diễn sản phẩm cho khách hàng biết được, đúng không? Không thể nào trình diễn sản phẩm cho khách hàng biết được, ví dụ như nhà đất chẳng hạn, đúng không? Không thể nào cho khách hàng để trải nghiệm đó được. Rồi ví dụ như là các bạn bán cái dịch vụ về du lịch nghỉ dưỡng chẳng hạn, thì khách hàng muốn trải nghiệm phải đi tới cái khu 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 resort hoặc đi cái khu du lịch đó để trải nghiệm, chứ không thể nào cho khách hàng thử được. Cho nên là nó ở một cái mức độ tương đối nào thôi, chứ mình cũng đừng có lý thuyết ha.
Thì thật ra ở các bạn thì ở cái mức độ là các bạn đã học tới năm này rồi, thì cô nghĩ là các bạn cũng đã tư duy và hiểu được cái vấn đề này rồi, chứ không phải là năm thứ nhất nữa. Năm thứ nhất cô sợ lắm luôn á, mỗi lần mà đưa ra một cái lý thuyết gì đó là các bạn ý chán như vậy luôn. Ví dụ như là áp dụng là coi như là ví dụ như quy trình mua của khách hàng qua 5 bước, ví dụ như này: nhà em hết nước mắm, đầu tiên là em nhận biết vấn đề là xuống bếp thấy chai nước mắm hết rồi, và giai đoạn thứ hai là em đi thu thập thông tin, em lên mạng em xem thì có những loại nước mắm nào. Trời ơi, đâu có thật đâu các bạn ơi, đừng có rầm khuôn đúng không ạ. Rồi để xem thử là có cái tình huống nào hay hay có thể thảo luận được nữa không ha. Đây nè, cũng có thể gặp phải trong quá trình các bạn bán hàng, đặc biệt là khi các bạn vừa mới đi bán hàng. Đây, trong thực tế nè, khi mà chúng ta đi bán hàng có chứ các bạn, có khi các bạn đâu có hiểu hết về cái sản phẩm đó đâu. Ví dụ khách hàng thậm chí có những khách hàng hiểu biết hơn mình về cái sản phẩm đó nữa kìa, đúng không ạ? Vậy thì họ có khi họ đặt ra những cái câu hỏi mà mình cũng không biết đường trả lời luôn, vượt quá cái sự hiểu biết của mình, hoặc là mình chưa chưa tìm hiểu tới cái thông tin đó thì sao. Và ở cái góc độ mà khi chúng ta đặt ra cái câu hỏi như thế này đó, thì các bạn cũng thấy được cái tâm lý khi đi mua hàng đó. Khi mà chúng ta vô một cái cửa hàng xong rồi mình hỏi khách hàng, mình hỏi nhân viên bán hàng về một cái điều gì đó mà họ có vẻ như họ không hiểu lắm. Ví dụ như là em hai cái này khác nhau chỗ nào, cái này có thể làm được cái gì, ủa cái này chị thấy cái này nó dư ra vậy để làm gì em, và để cho đẹp á chị. Hoặc là họ trả lời một cái cách là không tận tình, đúng không? Không tận tình giải thích cho khách hàng cũng là một cái lỗi trong quá trình mình bán hàng này, không có gây được. Tại vì các bạn biết là cái yếu tố niềm tin ở trong bán hàng rất là quan trọng. Khi khách hàng tin tưởng vào thương hiệu, khi khách hàng tin tưởng vào sản phẩm, đúng không ạ? Khách hàng tin tưởng được rằng là bạn và sản phẩm dịch vụ của bạn có thể giải quyết được vấn đề cho họ, thì họ sẽ đi tới việc là họ chốt deal với bạn. Họ sẽ đi tới cái việc là mua hàng. Và nếu như chúng ta không có gây được cái niềm tin đó cho khách hàng thì sao ạ? Thì họ sẽ không mua đâu, bởi vì họ không có tin, họ không nghĩ là cái này có sẽ có tác dụng đó. Cho nên là khi bán hàng thì cô nói với các bạn là hãy làm cho khách hàng tin, thể hành cho các bạn thấy, đừng có, nhưng cũng đừng có tranh cãi với khách hàng trong lý thuyết hôm bữa chúng ta học, đúng không ạ? Mình dẫn chứng cho họ thấy nè, ví dụ mình dẫn chứng cho họ, mình chứng minh cho họ thấy, mình cho họ thử, vân vân. Đó là giai đoạn các bạn tạo niềm tin đó. Rồi ví dụ như mình đưa ra những cái số liệu chứng minh, mình đưa ra những cái hình ảnh, những cái demo, xong rồi mình giả bộ mình đệm vô một câu dạ khách hàng bên em mà hay mua cái này lắm, dạ, nhà em là cũng xài này, bữa trước em mua cho mẹ em xài là từ từ năm ngoái tới giờ em vẫn thấy ổn lắm, mặc dù ở nhà mình đâu có xài đâu. Mình giả bộ mình nói vậy, tức là mình đang dùng một cách để mình tạo niềm tin cho khách hàng á. Cho nên là nếu như mà khách hàng không có niềm tin sẽ không mua, và nếu như là họ có những cái câu hỏi hoặc là mình ngắt ngứ, mình trả lời ngắt ngứ hoặc là gì gì đó thì mình cũng sẽ làm mất niềm tin, đúng không ạ? Và đây là một cái câu hỏi trực tiếp vào một cái vấn đề, đó là khách hàng này hỏi những cái thắc mắc mà mình không biết, hỏi những câu hỏi mà mình không biết thì xử lý như thế nào? Rồi các bạn thảo luận đi ạ, các bạn cho ý kiến của mình đi. Các bạn rồi trong cái hơn cái khi mà các bạn vào công ty để mà huấn luyện các bạn khi mà trước khi đi làm đó. Tuy nhiên là người ta cũng sẽ cung cấp cho các bạn rất là nhiều thứ, đúng không? Rất là nhiều thứ về cái sản phẩm dịch vụ, tức là quy trình sản xuất, kỹ thuật sản xuất như thế nào, vân vân. Tuy nhiên á, là các bạn để mà các bạn có thể làm việc tốt đó thì các bạn phải tự các bạn nghiên cứu thêm nữa. Ví dụ như người ta sẽ cung cấp cho các bạn, tại vì có những công ty thì những công ty lớn người ta sẽ đào tạo rất là bài bản. Ví dụ người ta sẽ có một cái đội ngũ chuyên đào tạo cho các bạn vô là đào tạo tất cả lại cho các bạn ngay từ đầu luôn á. Tức là gì? Ví dụ như sẽ dạy lại cho các bạn là cái kỹ thuật bán hàng cá nhân nè, trong cái ngành đó, trong cái ngành kinh doanh, ví dụ ngành bảo hiểm á, thì thường á, là sẽ sử dụng kỹ thuật nào và các bước bán hàng cơ bản là gì. Tức là người ta sẽ đào tạo cho các bạn, rồi là hướng dẫn cho các bạn, việc là họ thậm chí là đưa cho các bạn gọi là một cái sách tài liệu, hoặc là những cái thông tin về những cái câu hỏi thường gặp của khách hàng khi mà đưa ra, để và cái cách
chúng ta trả lời như thế nào. Đó là những công ty lớn. Nhưng mà những công ty nhỏ thì sao? Những công ty vừa và nhỏ thì họ không có đủ cái chi phí về để đào tạo phát triển nhân lực để họ làm những cái đó. Cho nên là thường là các bạn sẽ tự học việc. Được không ạ? Các bạn sẽ tự học việc, các bạn vào, các bạn sẽ tự hòa nhập, các bạn sẽ cũng sẽ được cung cấp một lượng tài liệu nào đó để mà các bạn đọc. Nhưng mà không phải phải tự đi tìm hiểu nữa. Nha, ví dụ như là các bạn thấy là cái máy này nó được sử dụng cái công nghệ tên là như thế này. Là như vậy thôi đúng không ạ? Còn thậm chí là người ta ghi là sản phẩm của công ty sử dụng công nghệ này, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh sử dụng công nghệ này. Ok, phân biệt được cho các bạn là hai loại công nghệ khác nhau giữa hai công ty thôi. Rồi, xong các bạn kêu ngon, vậy là mình được rồi. Mình ra mình tư vấn cho khách hàng. À, em hai công sản phẩm của công ty của em sao mà giá mắc hơn đối thủ cạnh tranh vậy, cái công nghệ nó sao khác nhau sao? Dạ công nghệ bên em là sử dụng cái này, công nghệ bên đối thủ cạnh tranh sử dụng cái này, ở giờ hai công nghệ này khác nhau em không biết nữa, tôi không không biết, tức là cái công nghệ A và công nghệ B đó là cái gì các bạn không biết. Rất nhiều trường hợp như vậy đúng không ạ? Cho nên là các bạn phải tự đi tìm thông tin, các bạn lên mạng các bạn gõ ra à, cái công nghệ này là nó như thế nào và công nghệ kia nó như thế nào, tức là các bạn phải có cái ý chí là tự học hỏi ở trong tất cả các cái ngành nghề. Ngày xưa cô đi làm cũng vậy thôi, có những vấn đề các bạn mình không biết mà bây giờ mình hỏi đồng nghiệp, hỏi các anh chị trong phòng thì cũng được thôi, nhưng mà không lẽ cái gì cũng hỏi thì có thể là họ nghĩ là cái con nhỏ này nó đi làm mà công ty tuyển nó vô đây mà sao nó không biết cái gì hết vậy, đúng không ạ? Mình cũng sợ người ta nghĩ mình vậy nữa chứ. Cho nên là thường là mình tự mình đi tìm, và chúng ta lưu ý là gì ạ, mình phải tự tìm tòi tòi một cách đầy đủ nhất có thể, đúng không ạ? Phải chuẩn bị một cách đầy đủ nhất có thể những cái thông tin, những cái dữ liệu nào đó liên quan tới cái sản phẩm dịch vụ bên mình mà mình nghĩ rằng là mình nên giải thích cho khách hàng, và mình phải sẽ giải thích cho khách hàng biết cái điều đó, nên mình phải tự học hỏi thêm cái điều đó. Đó chính là cái vấn đề mà mình phải lưu tâm rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cũng có những trường hợp là cái thứ đó mình không biết gì hết trơn á. Có chứ không phải không có, dù khách hàng hỏi sâu quá vào một cái kỹ thuật hoặc là một cái chủ đề nào đó, đúng không, thì là mình phải làm như thế nào? À, ví dụ như là cái câu hỏi đó mà đi chuyên sâu về một cái lĩnh vực nào đó quá, đúng không ạ? Thì mình vẫn có thể là mình xin lỗi khách hàng, ví dụ như các bạn đưa ra đây là cũng cũng tương đối tốt nè. Tức là mình sẽ thực ra là mình sẽ cố gắng giải thích cho khách hàng biết ở trong cái tầm hiểu biết của mình trước, đúng không ạ? Một cách là tốt nhất có thể. Và cái điều tiếp theo là cần phải lưu ý ở trong cái tình huống này là không được nói bậy, không được trả lời tầm bậy, tức là không biết nhưng mà nói bậy là chết dở. Tại vì có những khách hàng ấy, các bạn họ rất là rành về cái đó, xong rồi là mình không biết mà mình nói bậy là chết đó. Cho nên là không được nói bậy nha các bạn nha. Có thể là mình sẽ nói khéo léo một cách nào đó, ví dụ như là dạ em thì em chỉ là rành bên cái vấn đề về phần mềm thôi, còn cái phần cứng này á, thì chắc là em phải nhờ một cái anh này, anh là chuyên về bên phần cứng thì hỗ trợ cho anh sẽ tốt hơn, và anh đợi chút xíu em gọi anh ra liền, đúng không ạ? Nhưng mà tức là mình cũng có chuyên môn kỹ thuật, mình cũng có chuyên môn riêng của mình, nhưng mà mình ở cái lĩnh vực này thôi, còn cái lĩnh vực kia thì là mình sẽ có một cái người khác để mà có thể phục vụ khách hàng. À, và các bạn biết là sau khi mà mình, đặc biệt cái trường hợp này là kể cả là trong trường hợp mà các bạn giải quyết những cái khiếu nại của khách hàng á,
Ví dụ như trong cái trường hợp hồi nãy mà khách hàng mà làm hung dữ lên rồi các kiểu mà các bạn phải chuyển lại cho một người nào đó, ở trong trường hợp là đúng là bạn là nhân viên không có cái trách nhiệm và không có cái quyền hạn giải quyết cái vấn đề này cho khách hàng chẳng hạn đó, thì cũng tránh để cho khách hàng cái cảm giác là đùn đẩy, đúng không ạ? Tức là luôn luôn đồng hành với khách hàng, tức là bạn sẽ luôn luôn có mặt ở đó với khách hàng, mời khách hàng đi tới đó, đúng không ạ? Chị ngồi đợi, em sẽ gọi anh nhân viên kỹ thuật ra, hoặc là em sẽ nhờ nhờ nhân viên bán hàng trực tiếp hôm đó cho chị để làm rõ cái vấn đề. Nhưng mà các bạn biết là đừng để khách hàng một mình phải đợi, đúng không ạ? Và ngay lập tức các bạn đi gọi, và gọi cho nó nhanh vào, đúng không? Ví dụ như các bạn có thể nhắn điện thoại hoặc các bạn có thể gọi, và đừng có đợi là đợi cái anh kia tới, mà mình hãy quay về đó lại với khách hàng trước, cho khách hàng cảm giác là mình đừng có bị bỏ rơi. Và khi có nhân viên kia tới rồi và nhắm cái tình hình như thế nào đó thì mình có thể rút lui, hoặc là nhân viên, hoặc là mình có thể ở đó để mà tạo cảm giác cho khách hàng là à, chỗ này nó làm việc có trách nhiệm, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là ở trong cái trường hợp này thì nếu được thì các bạn cũng nên là khi mà mình chuyển cái câu hỏi này về cho một người khác thì chúng ta cũng nên có mặt ở đó. Thứ nhất là để mình học được cái kiến thức đó, đúng không ạ? Gọi là rút kinh nghiệm cho lần sau đó. Lúc nãy cũng có bạn là rút kinh nghiệm cho lần sau này, đúng không? Để tư vấn lại cho khách hàng đó, mình tìm hiểu lại. Và cái thứ hai nữa là khách hàng cũng cảm giác là cái chỗ này nó làm ăn chuyên nghiệp, đúng không ạ? Cái chỗ này nó làm ăn chuyên nghiệp đó, cho nên là mình phải khéo léo trong cái tình huống này để xử lý, chứ mình đừng có trả lời tầm bậy nha. Cho nên là các bạn biết không, ở trong bán hàng thật ra nó có những cái tình huống rất là buồn cười á. Thế này nè, có thể là nhân viên bán hàng không hiểu về cái sản phẩm đó, và cái này thì thật ra là cái sự kết nối giữa cái marketing kéo và marketing đại của công ty cũng chưa có tốt. Tại vì khi mà cô dạy thì có một cái anh nhân viên thì trước là anh bây giờ thì anh vẫn làm ở thị trường Đà Lạt, trước đây là anh làm cho B&G á, thì anh có nói là cô, trong trường hợp nhà em đi bán hàng á, mà thực sự tụi em, tức là khi mà trên kia đưa sản phẩm và áp chỉ tiêu xuống là không có một cái hướng dẫn gì hết á, và đưa một cái sản phẩm mới vậy, thì tụi em đi bán hàng và tụi em chỉ biết là tư vấn cho khách hàng căn cứ trên cái thông tin ghi trên cái bao bì thôi, tức là khách hàng cũng đọc được và người bán hàng cũng đọc được. Tức là thứ nhất là lỗi từ công ty là không có một cái hướng dẫn ha, và một cái nội dung đào tạo để mà nhân viên bán hàng có thể hiểu về cái sản phẩm đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là khi mà anh nhân viên này cầm cái sản phẩm đó đi giới thiệu tại các điểm bán hàng á, thì họ không biết gì về sản phẩm đó cả, và đây là sản phẩm mới của một công ty cũ nhưng mà không có ai biết hết á, bởi vì nó chưa làm marketing kéo à, các bạn biết là vậy. Thì tức là cụ thể là gì, chưa có một cáo nào cho sản phẩm mới này hết nhưng mà đã đẩy ra thị trường rồi đó. Thì các bạn cũng thấy trong cái ví dụ này để các bạn thấy được là cái kéo và cái đẩy nó phải kết hợp với nhau. Một khi tung sản phẩm ra thị trường thì phải có cái thông tin về sản phẩm nó trên thị trường, tức là các bạn phải quảng cáo sản phẩm nó cho người tiêu dùng biết tới rồi. Rồi khi các bạn đẩy, chứ khi các bạn đẩy mà người tiêu dùng không có thông tin gì cả thì họ cũng không có lòng tin và niềm tin nào với cái sản phẩm, và rất khó để mà người ta mua hàng. À, và rất khó là anh kêu là em đi tư vấn cho mấy cái điểm bán mà em ngại ghê luôn cô, tại vì cái sản phẩm là dành cho phụ nữ, chứ cũng anh này, tức là cái đội ngũ bán hàng ở bên đây thời đó đó, cái lúc mà anh nó làm nó toàn là nam không có nữ à, mà cái sản phẩm này thì sản phẩm dành cho nữ, tức là nữ thì sẽ rành hơn về những cái chức năng hoặc là những cái công dụng của cái sản phẩm đó, cho nên là anh đi tư vấn anh kêu em không biết cái gì hết trơn mà em cứ đọc trên nó thôi, cảm thấy rất là khó, vậy thì phải giải quyết như thế nào à. Thì thật ra mình phải phải thấy ra là gì, cái này không phải là chỉ có nhân viên bán hàng mới chịu trách nhiệm, đúng không ạ? Mà để mà có thể chạy được cái doanh số về cái sản phẩm đó nó thì nó phải kết hợp giữa kéo và đẩy cơ. Bây giờ đẩy không thôi mà khách hàng không có nhận thức gì về cái sản phẩm đó, không có cái sự hiểu biết gì về cái thương hiệu đó, thì nó cũng sẽ không có hiệu quả tí nào cả, đúng không ạ? Bởi vì cái thời điểm hiện nay là cái thời điểm mà khách hàng có rất nhiều cái sự lựa chọn, và khách hàng còn bị hỗn loạn bởi cái thông tin nữa, chứ đừng có nói là thiếu thông tin, đúng không? Họ mua một cái sản phẩm gì đó, họ có rất nhiều kênh để họ lấy được cái thông tin nó về, đúng không? Để họ tiếp cận với những thông tin đó để mà họ lựa chọn mua cái sản phẩm, chứ đừng có nói gì là
sản phẩm này họ không biết gì tới cả, mà bắt họ mua thì họ không có mua rồi đó, đúng không? Nếu mà bắt họ mua thì họ không mua rồi. Cho nên là thứ nhất là gì ạ? Mình phải tự đi tìm hiểu về thông tin về sản phẩm là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là công ty cũng nên đưa ra các cái chương trình huấn luyện nhân viên bán hàng và nhắc nhở nhân viên bán hàng của mình về cái vấn đề là nắm được cái thông tin về sản phẩm dịch vụ để có thể đi tư vấn, đồng thời kết hợp song song các cái biện pháp marketing khác nữa thì mới có thể chạy một cách hiệu quả được. Đúng không? Rồi còn tình huống nào nữa không? Nói về về thương mại điện tử rồi ha, ở chương 1 rồi đó, thì đó cũng là một trong những cái bất cập mà nó chưa có khắc phục được ở việc là cái hệ thống trong cái chuỗi cung ứng đó, và cung ứng dịch vụ của các cái hãng đó, của các cái người bán đó. Và thật ra là các cái hình thức bán hàng đó nha, nó đa dạng quá và các nguồn hàng cũng đa dạng lắm. Ví dụ như là các bạn thấy là Philips, ví dụ hàng hàng điện máy đi, ví dụ như là Philips, Electrolux vân vân, thì người chính hãng của công ty thì sẽ phân phối ở đâu ạ? Phân phối qua đại lý chính hãng ha, các cái mall chính hãng ở trên Shopee, Lazada cũng có đúng không ạ? Và khi các bạn mua hàng ở trên những cái mall chính hãng đó đó thì cái vấn đề về bảo hành sửa chữa vân vân thì vẫn sẽ được áp dụng, nhưng mà các bạn chịu khó phải gửi đi thôi, đúng không? Phải gửi đi thôi, nhưng mà các bạn sẽ thấy được là có những người khác nữa, tức là không phải môn, họ nhập hàng từ một cái nguồn nào đó về và họ cũng bán cái mã đó, cái thương hiệu đó, cũng Electrolux, cũng Philips đó, thậm chí với giá rẻ hơn. Nhưng mà các mình là người tiêu dùng, mình thật sự mình cũng rất lo sợ là nếu như mua của những cái người đó mình không biết là họ kinh doanh như thế nào, không biết nguồn hàng làm sao, không biết bảo hành sẽ như thế nào. Và các bạn thấy là khi mà kinh doanh như vậy đó, kinh doanh online nó cũng tạo ra một cái áp lực cho các cái thương hiệu là gì ạ? Họ không kiểm soát được cái kênh phân phối của mình. Kênh phân phối của mình thì kiểm soát được rồi, nhưng mà cái việc á, mà người ta nhập hàng về, cá nhân nhập hàng về rồi bán tràn lan như vậy, rồi pha trộn cả hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, làm ảnh hưởng tới thương hiệu, thì mình cũng không thể nào mà kiểm soát hết được. Cái vấn đề mà kiểm soát hàng giả hàng nhái nó là do ai? Do ban quản lý thị trường người ta quản lý, nhưng mà các bạn thấy là không thể kiểm soát hết được. Bởi vì như hôm bữa cô nói đó, có những cái kho hàng rất là lớn đúng không ạ, nhưng mà nó giấu im ỉm ở một cái vùng nào đó, lúc nào cũng đóng cửa cả, và nó không bán trực tiếp ở đó mà nó phân phối lại cho các cái người bán lẻ khác. Ví dụ bây giờ cô nhập hàng về đúng không? Cô nhập hàng về nhưng cô không bán ở cái cửa hàng nhà cô có một cái kho siêu to khổng lồ luôn, và cô bảo với các bạn trong lớp là các bạn bán ở trên Facebook đi, rồi có khách thì tới tới cửa hàng, tới kho nhà cô lấy hàng, vậy thì cô chỉ phân phối hàng ra cho các bạn thôi, đúng không ạ? Và cô không đứng ra để kinh doanh, và các bạn là những người kinh doanh nhỏ lẻ cũng không đăng ký kinh doanh luôn, và các bạn kinh doanh ví dụ gặp tới một cái thời điểm các bạn ra trường hoặc các bạn gặp sự cố, các bạn đi lấy chồng đi Mỹ rồi không kinh doanh nữa, cho nên các bạn không ai kiểm soát được các bạn hết á. Cho nên cái vấn đề về 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 hàng giả hàng nhái cũng như là cái vấn đề về vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ về thương hiệu á, nó cũng rất là nhiễu sự khi mà chúng ta kinh doanh online, đúng không? Những cái vấn đề đó và cái vấn đề của bạn hỏi đó cũng là những cái nút thắt mà ở trong lòng người tiêu dùng thì không gỡ được, bởi vì là họ không có niềm tin, và không phải là tự nhiên họ không có niềm tin, phải có lửa mới có khói đúng không ạ? Thì cái thị trường online á, không kiểm soát được chất lượng, tức là có những nơi bán hàng kém chất lượng như các bạn nói đó, treo đầu dê bán thịt chó đúng không ạ? Hình ảnh thì lung linh, rồi là đưa hình lên thì rất rất là xịn và cam kết như vậy, nhưng mua về thì không phải, hoặc là sử dụng gặp vấn đề gì đó thì không bảo hành, không sửa chữa, khi mà nhắn tin gọi điện là không phản hồi vân vân, rất là nhiều đó. Như vậy thì khách hàng mới lo sợ đúng không ạ? Và khi mà có cái sự kiểm soát, ví dụ như các bạn bán hàng trên Shopee, các bạn bán hàng trên Lazada, thì đó là một cái nền tảng để có thể củng cố và kiểm soát những cái yếu tố đó, và người đứng ra chịu trách nhiệm là ai ạ? Là cái nền tảng thương mại đó, đó chính là Lazada.
Lazada, đó là Shopee. Nhưng mà những cái người nào mà có cam kết, có ký cái hợp đồng với họ, đúng không ạ, đã được cam kết á, đúng không, đã được gọi là đã được chứng nhận á, đúng không, mà những cái cửa hàng đã được chứng nhận á, thì Shopee hoặc là Lazada hoặc là Amazon mới chịu trách nhiệm liên đới để xử lý những cái phản hồi thắc mắc hoặc là những cái sự cố. Còn những cái ví dụ như cô là người mua này, đúng không, trên Shopee, và bây giờ cô thích lên cô đăng bán thì cô cũng bán được và cô vẫn lừa được như thường. Và nếu như cô lừa được thì sao, Shopee cũng chịu trách nhiệm biết tới vì cái người bán nó không có cam kết gì hết đó, và thậm chí họ cũng rất là khó để xử lý những cái vấn đề đó. Cho nên là thật ra là các bạn thấy là cái người tiêu dùng ở trong cái thời buổi công nghệ và rất là nhiều các cái nơi cung ứng hiện nay thì rất là đa dạng, đúng không ạ, và tạo nhiều cái điều kiện thuận lợi cho khách hàng hơn. Nhưng mà chúng ta là người tiêu dùng thì chúng ta vẫn phải là người tiêu dùng thông minh, được không ạ, chúng ta phải biết sàng lọc, tìm hiểu, rồi là phân loại những cái điểm bán hàng và những cái nơi nào cung cấp hàng hóa. Cái tâm lý của người tiêu dùng thì lúc nào cũng ham rẻ hết, đúng không ạ, nhưng mà rẻ ở mức độ nào, đúng không ạ, thậm chí là chúng ta sẽ căn cứ vào đâu, căn cứ vào những cái phản hồi, những cái review của những khách hàng đã mua trước. Như hôm bữa cô cũng nói với các bạn là vẫn có thể làm giả được, đúng không ạ. Cho nên là cái rủi ro của người tiêu dùng khi mà chúng ta mua ở cái thời thời điểm hiện hiện tại, khi mà công nghệ phát triển, tức là gọi là thương mại điện tử, mua hàng online như vậy đó, thì cái rủi ro nó cũng rất là cao. Cho nên nó cũng là một cái rào cản trong cái việc là có một cái số lượng người họ không có gọi là thiết tha gì với cái việc là mua hàng online khi mà họ đã bị nhiều lần như vậy rồi. Thậm chí là họ có thể là mua những cái mặt hàng mà gọi là ít rủi ro hơn, ví dụ như là bánh kẹo hoặc là những quần áo gì đó rẻ tiền thôi. Thì ví dụ như cái họ khi họ quyết định mua như vậy đó thì họ chấp nhận một cái mức độ rủi ro nào đó rồi, nên họ cũng không kỳ vọng hết 100% đâu, bởi vì kinh nghiệm mua hàng online của họ không 100% như vậy. Còn những sản phẩm là ví dụ như có giá trị cao hoặc là những cái dịch vụ sau mua hàng mà nó có bắt buộc phải có và phải đảm bảo á, thì là có thể là họ không chọn cái hình thức mua hàng online. Đó, thì đó là về cái câu hỏi này ha, mình nhắc lại một xíu về kiến thức mà chúng ta học ở chương 1, nói trao đổi về chương 1. Rồi, các bạn có cái tình huống nào ở trong bán hàng nữa không? Để mà chúng ta thảo luận nữa không? Và bây giờ thì mời nhóm số 4 ha. Phải nhóm số 4 không? 1, 2. Nhóm số 3. Đúng rồi, nhóm số 3 các bạn sẽ trình bày cái phần đầu tiên, gọi là dẫn nhập vào cái phần CRM. Nhóm số 4 có đây chưa ạ? Nhóm 3. À, nhóm số 3 nhỉ. Nhóm số 3. Rồi, nhóm số 3 có thì các bạn bắt đầu ha. Không nghĩ là cái thời gian còn lại đủ cho nhóm để nói về cái dẫn nhập. Đủ không? 40 phút nữa lận mà. Rồi nhường sân khấu lại cho nhóm số 3 nha.
Để nói về marketing CRM và giá trị khách hàng, phần 2 là tầm quan trọng của CRM, phần 3 là những tư tưởng về quan hệ khách hàng, phần 4 là mục tiêu và vai trò của CRM. Dạ, phần đầu tiên thì em xin được nói về các khái niệm trong về marketing ạ. Mọi người hay nghe nói về marketing nhiều rồi, nhưng mà hôm nay em chỉ nói tóm gọn lại thôi. Thì marketing là một quá trình sáng tạo truyền thông về giá. Tắt đi rồi chiếu lại thử nha anh ơi. Dạ. Dạ, mọi người thấy slide chưa ạ? Thấy rồi á. Dạ. Vậy thì marketing quan hệ và CRM có giống nhau ở điểm nào thì trước tiên thì em sẽ nói sau. Vậy CRM là gì? CRM có viết được viết tắt là Customer Relation Manager, là sự kết hợp giữa chiến lược và công nghệ để xây dựng và cải thiện mối quan hệ kinh doanh với khách hàng. Vậy thì CRM và marketing quan hệ giống nhau ở đâu? Thì nó đều là chiến lược kinh doanh toàn diện của doanh nghiệp, không bị giới hạn như là marketing truyền thống mà chỉ tập trung ở một bộ phận marketing. Và quản lý mối quan hệ khách hàng là gì? Thì quản lý một mối quan hệ của khách hàng là một công nghệ để quản lý tất cả các mối quan hệ và tương tác của một công ty với khách hàng hoặc là khách hàng tiềm năng. Và khi nói về CRM thì người ta thường nói đề cập tới những gì? Thường á, thì người ta sẽ đề cập tới công cụ đó, đó là một công cụ quản lý quan hệ, đó là một công cụ quản lý mối quan hệ bán hàng, năng suất. Các công cụ CRM hiện có thể được sử dụng để quản lý các mối quan hệ với khách hàng trong toàn bộ vòng đời của khách hàng, bao gồm như là tương tác tiếp thị bán hàng hoặc là thương mại kỹ thuật số và dịch vụ khách hàng. Vậy thì CRM sẽ đem lại và giúp bạn những gì? Thì hôm nay nhóm em sẽ nói cho mọi người biết là CRM sẽ giúp chúng ta tập trung vào mối quan hệ doanh nghiệp với từng cá nhân, bao gồm như là khách hàng, người dùng dịch vụ, đồng nghiệp hoặc là nhà cung cấp trong suốt vòng đời của họ, bao gồm như là tìm kiếm khách hàng mới, gây dựng mối quan hệ với họ và cung cấp hỗ trợ các dịch vụ bổ sung. Nghe ơi, phát slide để Nguyên chiếu slide cho. Bất slide rồi. Dạ, À, rồi. bên em Thấy bị rồi. lỗi nên bạn chiếu giờ mà. Ok. Em tắt bớt cái chỗ. Nguyên nó tắt bớt cái chữ close bên kia cho cái slide to ra thì nó rõ. Chỗ cái document recovery á. Chiếu full màn hình rồi đó cô. Sao trên màn hình chưa full ta? Tôi kể đi em. Anh Nguyên ơi, quay slide giùm em. Sau đây là các quan điểm về CRM như là CRM là gói một gói phần mềm hệ thống hay là công nghệ, và CRM lưu trữ và phân tích dữ liệu. Nó có sự thay đổi văn hóa trong tổ chức và hoạt động quản trị tập trung vào các mối quan hệ, hoạt động quản trị nhu cầu, chiến lược tập trung vào khách hàng hiện tại và khả năng tác nghiệp nhấn mạnh vào quan hệ sinh lợi.
Tiếp theo là đặc trưng của CRM. Đặc trưng của CRM là cho phép nhận dạng, thu hút và làm trung thành và tạo sự trung thành với những khách hàng để đạt doanh số và lợi nhuận cao hơn. CRM tạo dựng những mối quan hệ lâu dài có ý nghĩa mang tính cá nhân với các khách hàng để tạo thu nhập cao cho doanh nghiệp. Đặc trưng tiếp theo là phát triển và hoàn thiện các mối quan hệ với các khách hàng qua việc gia tăng các hoạt động kinh doanh với từng khách hàng hiện tại của doanh nghiệp. Đặc trưng tiếp theo là đưa doanh nghiệp đến gần với khách hàng hơn để hiểu rõ hơn từng người và để chuyển giao giá trị lớn cho từng người và làm cho từng người trở nên có giá trị đối với doanh nghiệp hơn. Bước thứ tư là đặc trưng thứ tư là đối xử với những khách hàng khác nhau một cách khác nhau. Một công ty mang chiến lược khách hàng tương tác trực tiếp với khách hàng cá nhân một đối xử với họ một cách khác nhau mỗi nhằm gia tăng lòng trung thành của khách hàng đối với công ty. Đặc trưng thứ năm là nhằm đạt đến những mục tiêu khách hàng cụ thể thông qua những hành động hướng đến những khách hàng cụ thể. Đặt ra những mục tiêu cụ thể cho họ là gì? Đặc trưng thứ năm là tạo ra hiệu quả đầu tư tối ưu. Nhờ việc tích hợp thông tin của khách hàng và một bộ phận chức năng của tổ chức từ dịch vụ đó thì nắm bắt được tâm lý của khách hàng hơn. Dạ, qua slide giúp em với. Đặc trưng của CRM có hai cái là CRM tác nghiệp và CRM phân tích. CRM tác nghiệp là tập trung vào những thiết lập phần mềm và những thay đổi tiến trình ảnh hưởng hàng ngày tới sự vận hành của doanh nghiệp. Còn CRM phân tích là tập trung vào việc lên kế hoạch chiến lược cần thiết để xây dựng giá trị khách hàng cũng như văn hóa đo lường những thay đổi về tổ chức được thực hiện chiến lược để thực hiện một chiến lược thành công. Tiếp theo là phần giá trị khách hàng. Vậy giá trị khách hàng là gì? Giá trị khách hàng là một là giá trị kinh tế của khách hàng đối với doanh nghiệp được thể hiện thông qua lợi nhuận của doanh nghiệp. Các chiến lược gia tăng giá trị cơ sở ở khách hàng thì có ba chiến lược là thứ nhất là chiếm khách hàng, thứ hai là giữ khách hàng và thứ ba là nuôi dưỡng khách hàng. Chiến lược chiếm khách hàng là nhắm nhằm nhằm giữ chân khách hàng lâu dài để sinh lợi lấy lại thấy được tiềm năng sinh lợi của khách hàng, loại bỏ những khách hàng không sinh lợi và cơ bản là để giữ lại lòng trung thành của khách hàng. Còn giữ khách hàng là nắm giữ lâu dài, giữ chân khách hàng, đưa ra các tác động nhằm giữ chân khách hàng để sinh lợi cho công ty, nuôi dưỡng khách hàng. Nuôi dưỡng khách hàng là việc gia tăng giá trị tồn tại của khách hàng đối với doanh nghiệp có khai cách để nuôi dưỡng khách hàng là tăng thời gian của tồn tại của khách hàng và tăng lợi nhuận thu được từ mỗi tương tác của khách hàng trong suốt thời gian tồn tại đó. Đây là thời gian nuôi dưỡng lòng trung thành của khách hàng gắn bó với doanh nghiệp. Thứ hai là tăng lợi nhuận trên mỗi giao dịch, dự đoán nhu cầu của khách hàng và tác động đến hành động thực tế của khách hàng với sự chào hàng cá nhân hóa thích hợp với mỗi khách hàng với nhu cầu của họ. Tiếp theo là phần thuyết trình của em đến đây là kết thúc. Tiếp theo xin mời bạn tiếp theo em xin cảm ơn và cô và các bạn. Khả năng đáp ứng của nó. CRM đáp ứng những cái thay đổi mà các doanh nghiệp đang đối mặt có liên quan đến khách hàng, thị trường, công nghệ lưu trữ dữ liệu cũng như là chức năng marketing của nó. Nó bao gồm những thay đổi về khách hàng,
thay đổi về thị trường, thay đổi về công nghệ lưu trữ dữ liệu và những thay đổi về chức năng marketing. Tiếp theo là nó làm có tầm quan trọng ảnh hưởng đến khả năng nhận biết. CRM cho phép nhận biết các khách hàng có lòng trung thành cao cũng như là hiệu chỉnh các sản phẩm để tạo ra lòng trung thành. Và thứ ba là nó làm có khả năng làm tăng giá trị của khách hàng. CRM cho phép làm cho khách hàng có giá trị hơn qua việc khách hàng mua nhiều hơn, thường xuyên hơn, nhiều loại sản phẩm hơn. Chi phí tác nghiệp phục vụ cùng những sai sót phục vụ khách hàng cũng giảm. Bên cạnh đó, nó làm gia tăng năng suất và sự nhiệt tình của nhân viên phục vụ. Giới thiệu của các khách hàng đã thỏa mãn và làm giảm chi phí truyền thông cổ động. Tiếp theo là những tư tưởng về quan hệ khách hàng. Vậy đặc điểm của một mối quan hệ tốt là cái gì? Đó là nó không còn bị giới hạn trong việc thâu tóm hầu hết các khách hàng và đạt được thị phần lớn nhất về sản phẩm và dịch vụ. Thứ hai là thiết lập được những cái quan hệ ý nghĩa và sinh lợi nhất là phần lớn khách hàng giá trị, làm cho toàn bộ cơ sở khách hàng giá trị hơn, phấn đấu để chiếm được khách hàng, giữ khách hàng đó trong một cái khoảng thời gian rất là dài và phát triển giá trị của khách hàng đối với doanh nghiệp. Các yếu tố để có một mối quan hệ tốt là một là có một mối quan hệ qua lại, thứ hai là quan hệ phải có sự tương tác, thứ ba là bản chất lặp đi lặp lại của nó, thứ tư là quan hệ tạo ra lợi ích liên tục cho cả hai bên, và cái yếu tố quan trọng nhất đó chính là lòng tin. Đi sâu vào những phần này, về phần thứ nhất, một mối quan hệ cần có một sự qua lại trong bất cứ một cái sự giao thiệp nào đó được xem là một mối quan hệ, cả hai bên phải tham gia và nhận thức được sự tồn tại của quan hệ đó. Ví dụ như là một khách hàng có thể có cảm giác rất là thích một cái nhãn hiệu, nhưng một quan hệ giữa khách hàng và nhãn hiệu đó chỉ có thể tồn tại nếu nhãn hiệu hay là cái doanh nghiệp quản lý nhãn hiệu này cũng có cái ý thức được sự tồn tại của cá nhân khách hàng đó, hình thành một cái định nghĩa mới về sự nhận biết về nhãn hiệu. Thứ hai là quan hệ này phải có sự tương tác. Khi hai bên tương tác với nhau, họ trao đổi thông tin và trao đổi. Và cái sự trao đổi này là phương tiện chủ yếu để xây dựng cái mối quan hệ tốt. Một cái tương tác xảy ra khi mà khách hàng mua sản phẩm từ công ty bán sản phẩm đó. Thứ ba, cái bản chất lặp đi lặp lại, nghĩa là kể từ khi hai bên có tương tác qua lại, chính những cái tương tác đó tạo nên một cái lịch sử. Ví dụ như Amazon.com nhớ sở thích về sách của khách hàng, địa chỉ, số thẻ tín dụng dựa trên những cái giao dịch trước đó mà họ đã để lại để mua cuốn sách đó. Tiếp theo từ Amazon, khách hàng chỉ cần tìm kiếm sách và click chuột vào. Nếu đã mua đủ, họ có thể không cần tìm tất cả các cuốn khác. Amazon có thể tìm thay thế cho khách hàng. Thứ tư là quan hệ tạo ra lợi ích liên tục cho cả hai bên. Sự thuận tiện của khách hàng là một trong những cái lợi ích, nhưng không phải là lợi ích duy nhất. Tham gia một mối quan hệ còn liên quan đến chi phí, thời gian, công sức, và sẽ không ai cam kết được quan hệ lâu dài nếu không có đủ những cái lợi nhuận liên tục để bù đắp lại những cái chi phí đó. Và cuối cùng, cái phần quan trọng nhất vẫn là lòng tin. Lòng tin và sự yêu mến, sự thỏa mãn đều là những cái cảm giác từ phía khách hàng. Cảm giác đối với cái công ty mà họ có quan hệ, họ tạo ra nhiều yếu tố cảm xúc hơn trong quan hệ, nhưng một công ty biết nắm bắt và sử dụng những yếu tố này một cách có lợi sẽ phải tương thích với văn hóa và hành vi của họ để tạo ra và duy trì lòng tin của khách hàng. Tiếp theo là mối quan hệ hiểu biết. Vậy thế nào là một mối quan hệ hiểu biết? Sự trao đổi giữa khách hàng và doanh nghiệp trở thành cùng sinh lợi, chẳng hạn khách hàng cung cấp thông tin phản hồi về dịch vụ được cá nhân hóa, đáp ứng nhu cầu cá nhân của họ. Tương tác này tạo nên cơ sở quan hệ hiểu biết,
Cụ thể là đối thoại hợp tác giữa doanh nghiệp và khách hàng phát triển ngày càng nhanh hơn và mỗi giao dịch này trở nên thành công nhiều hơn. Và sau đằng sau đó gồm có những chiến lược cơ bản đằng sau những cái quan hệ hiểu biết đó. Doanh nghiệp đem đến cho khách hàng một cơ hội. Thứ nhất là nó sẽ giúp cho khách hàng hiểu rõ hơn là sở thích của mình qua mỗi trải nghiệm và phát triển của doanh nghiệp. Thứ hai, nó giúp cho doanh nghiệp rõ hơn điểm mạnh và điểm yếu của mình qua mỗi tương tác và phản hồi của khách hàng. Doanh nghiệp đem đến cho khách hàng một cái cơ hội để truyền cho công ty biết là họ muốn gì, ghi nhớ và đáp ứng lại những cái yêu cầu của khách hàng và giữ được công việc kinh doanh. Khách hàng càng truyền càng nhiều thì doanh nghiệp càng cung cấp và đáp ứng được chính xác những cái điều mà khách hàng muốn và khách hàng càng đầu tư vào những cái mối quan hệ đó. Vì vậy nên khách hàng sẽ chọn việc tiếp tục quan hệ với công ty hơn là việc tốn thêm thời gian và nỗ lực để tiếp lập những cái mối quan hệ tương tự với những cái nơi khác. Quan hệ hiểu biết nó tạo nên những cái nền tảng cho sự cạnh tranh hoàn toàn mới, riêng rẽ và khác biệt so với cạnh tranh truyền thống là nó dựa trên sản phẩm. Một doanh nghiệp không thể ngăn cản đối thủ cạnh tranh của mình cung cấp những cái sản phẩm dịch vụ tốt hơn và tốt như của mình. Một khi đã như vậy thì uy tín hàng hóa sẽ bị giảm. Quan hệ hiểu biết nó sẽ còn đem lại cho chúng ta hai lợi ích khác, đó là một là khách hàng hiểu rõ hơn về sở thích của mình qua mỗi trải nghiệm và phúc đáp của doanh nghiệp. Do đó có thể mua sắm hay giải quyết một số vấn đề của cuộc sống hiệu quả và hợp lý hơn trước kia. Thứ hai là doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn điểm mạnh và điểm yếu của mình. Quan hệ hiểu biết với khách hàng có giá trị hay có giá trị tiềm năng là rất lớn, bởi vì khi mà họ bán sản phẩm dịch vụ đúng với nhu cầu của khách hàng thì doanh nghiệp có thể tính một mức phí khi mà khách hàng ít quan tâm đến giá tùy biến của sản phẩm dịch vụ và nó có thể làm tăng được lãi ròng. Và tiếp theo phần thứ tư, xin nhường lại cho bạn. Tiếp theo sau đây là phần 4, mục tiêu và vai trò của CRM. Mục tiêu của CRM là tăng trưởng lợi nhuận qua việc cung ứng đúng sản phẩm cho đúng khách hàng qua đúng kênh với chi phí và thời gian hợp lý. Mục tiêu kinh doanh tổng thể là làm cho doanh nghiệp ngày càng sinh lợi bằng cách từng bước gia tăng giá trị cơ sở khách hàng. CRM là quá trình chọn lựa những khách hàng mà doanh nghiệp có thể phục vụ một cách sinh lợi nhất và thiết lập những tương tác riêng biệt giữa doanh nghiệp với từng khách hàng. Theo quan điểm, CRM là một hệ thống phải làm tốt ba việc: thu thập dữ liệu khách hàng tại mọi điểm tiếp xúc qua điện thoại, web, email hay các giao dịch kênh; lưu kho dữ liệu để cung cấp dữ liệu theo cách dễ tiếp cận, công bố thông tin được phép sử dụng dựa trên dữ liệu. Bốn thành tố công nghệ của một hệ thống CRM cần có: kho dữ liệu chứa dữ liệu về khách hàng, hợp đồng giao dịch kênh, công cụ phân tích để nhận diện hành vi khách hàng, công cụ quản trị chiến dịch để phát triển đánh giá hiệu quả marketing và giao diện để duy trì cơ sở dữ liệu. Định nghĩa CRM dựa trên công nghệ là kỹ thuật tự động tích hợp các tiến trình kinh doanh theo chiều ngang liên quan đến các điểm tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, form office như bộ phận sale, marketing, dịch vụ khách hàng. Qua nhiều kênh có mối liên hệ với nhau, ứng dụng CRM phải kết hợp cả kỹ thuật tác nghiệp, quá trình quản trị các quá trình kinh doanh dựa trên giao dịch và kỹ thuật phân tích dựa trên dữ liệu. Khi hệ thống CRM thất bại, CRM thiên về yếu tố văn hóa chứ không phải công nghệ. Nhiều doanh nghiệp tập trung vào khía cạnh đối lập với quan hệ, chẳng hạn như giao dịch. Đây chỉ là quan điểm ngắn hạn, đơn thuần tập trung vào sự trao đổi sản phẩm dịch vụ để thu tiền của doanh nghiệp. CRM cũng được đặt nền tảng dựa trên bốn nguyên lý: một, khách hàng nên được quản trị như tài sản quan trọng; hai, không phải tất cả các khách hàng đều như nhau; ba, khách hàng khác nhau về nhu cầu, thị hiếu, hành vi mua; bốn, hiểu khách hàng tốt hơn giúp doanh nghiệp cung ứng tốt, tối đa hóa toàn bộ giá trị. Tiếp theo là phần 2, mô hình lý thuyết CRM. Xin hết ạ.
Mở mic lên em ơi, chưa mở mic. Dạ chào cô và các bạn, em là Khánh Nguyên và em sẽ tiếp tục thuyết trình về phần 2 của bài thuyết trình của nhóm em hôm nay về mô hình lý thuyết CRM. Thì mô hình lý thuyết CRM mà em muốn nói tới ở đây là mô hình ID IC. Đầu tiên thì mô hình IDIC này là một mô hình thiết lập và quản trị quan hệ khách hàng thông qua bốn yếu tố. Những cái yếu tố này thì được xác định dựa trên cái sự cá biệt duy nhất cũng như là cái đặc điểm quan hệ qua lặp lại giữa các khách hàng và doanh nghiệp. Vậy thì bốn cái tác nhân này hay là bốn cái yếu tố này là gì? Đầu tiên đó là xác định khách hàng mục tiêu. Thứ hai là tìm kiếm sự khác biệt giữa các cái khách hàng. Thứ ba là tương tác với khách hàng. Và thứ tư là cá biệt hóa theo từng đối tượng. Nếu mà các bạn đọc trong giáo trình đó, thì những cái này nó có thể dịch hơi khác một chút. Tuy nhiên thì nó sẽ vẫn có ý nghĩa như nhau thôi. Và nhìn chung á, thì mô hình này sẽ được chia thành hai hoạt động lớn, đó là phân tích và tác nghiệp. Hai cái yếu tố ở trên á, thì sẽ là yếu tố phân tích. Cái này thì những cái yếu tố này sẽ có thể thực hiện mà không cần có tới sự can thiệp hay sự tham gia của khách hàng, thì đây sẽ chỉ là giai đoạn phân tích thôi. Còn ở những hai yếu tố sau á, thì cần tới sự hỗ trợ của người dùng thì được gọi là giai đoạn tác nghiệp. Mình sẽ đi chi tiết vào từng cái yếu tố một. Ở yếu tố đầu tiên là xác định khách hàng mục tiêu. Thì chúng ta cần phải xác định cái khách hàng mục tiêu của mình là ai và tìm kiếm những cái thông tin chi tiết về những nhóm đối tượng này. Và những cái thông tin mà chúng ta cần tìm hiểu nó có thể rất là nhiều, ví dụ như là họ tên, ngày tháng năm sinh hay là nơi ở, địa chỉ liên lạc, email hay số điện thoại, thói quen, sở thích, vân vân. Thì những cái này nó sẽ cung cấp cho ta một cái cơ sở dữ liệu để phục vụ cho các mục tiêu sau này. Và mỗi cái công ty thì cũng sẽ cần nên có cái cơ chế để nhận biết, đo lường và đối xử mỗi khi mà có khách hàng quay lại trở lại mua hàng. Và nếu mà họ làm được cái điều này á, thì để làm được cái điều này thì nhà quản lý họ sẽ cần có những cái quy định, quy chế để theo dõi, đánh giá từng cái khách hàng một, chứ không phải là đi theo cả thị trường. Tiếp theo đó là tìm kiếm sự khác biệt. Thì theo các nghiên cứu cho thấy á, thì chỉ có khoảng 20% khách hàng của bạn sẽ mang về cái lợi nhuận lớn, ở đây là 80% theo cái nghiên cứu này. Thì qua đó thì chúng ta phải tập trung để nguồn lực để chăm sóc và làm thỏa mãn cái nhóm đối tượng này. Cái nhóm đối tượng này chúng ta có thể gọi là khách hàng thân thiết ở trong cái nhóm khách hàng mục tiêu á. Và cái việc mà thỏa mãn cái nhóm đối tượng này á, nó là một cái công việc cực kỳ quan trọng trong cái chiến lược cá biệt hóa của mỗi đơn vị. Tiếp theo là tương tác với khách hàng. Thì tương tác với khách hàng chúng ta sẽ có hai phương pháp, đó là phương pháp tương tác trực tiếp hoặc tương tác gián tiếp. Cái này thì chúng thì khi mà tương tác với khách hàng á, thì sẽ giúp cho doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhóm đối tượng cũng như là những cái cá nhân khách hàng của mình. Đây là cái bước đầu tiên trong giai đoạn tác nghiệp, là hoạt động mà doanh nghiệp phải tiếp nhận những cái phản hồi từ phía khách hàng, đồng thời thì họ sẽ phải không ngừng cải tiến hoặc là lắng nghe để mang lại những cái trải nghiệm tốt nhất cho những cái khách hàng hay còn gọi là thượng đế của mình á. Trong giai đoạn tương tác thì nếu như mà họ doanh nghiệp á thực thi mà càng hiệu quả thì họ sẽ càng hiểu rõ hơn về khách hàng của mình. Qua đó sẽ phục vụ khách hàng được tốt hơn.
Cuối cùng đó là cá biệt hóa theo từng khách hàng. Vậy thì sau khi tương tác với khách hàng tại bước cuối cùng của cái mô hình IDIC này, doanh nghiệp sẽ nắm được cái nhu cầu cũng như giá trị mà khách hàng có thể mang lại cho mình. Thông qua việc đó thì họ sẽ cá biệt hóa cái cho khách hàng. Thông qua đó thì cái việc mà cá biệt hóa theo từng khách hàng sẽ được thực thi. Doanh nghiệp từ đó sẽ cung cấp những cái sản phẩm dịch vụ của mình theo như cách mà người dùng mong muốn và dễ tiếp cận nhất. Đương nhiên là những cái việc này sẽ dựa trên những cái phân tích đã có sẵn mà chúng ta thực hiện ở những giai đoạn trên. Thì trong giai đoạn này vừa giúp cho doanh nghiệp bán được hàng mà lại vừa khiến cho người dùng có ấn tượng tốt và gắn kết với thương hiệu của bạn hơn. Đó là phần thuyết trình của em. Phần cuối cùng sẽ nhường cho bạn khác. Dạ, em xin chào cô và các bạn. Em xin được tiếp tục phần cuối cùng của cái về phần CRM này là về ứng dụng của mô hình IDIC trong quản trị quan hệ khách hàng. Có thể nói mô hình IDIC đã và đang được rất nhiều doanh nghiệp sử dụng hiện nay, ví dụ như Vinamilk, hoặc là trên thế giới thì có Google hoặc là và Apple. Với rất nhiều phiên bản tùy biến khác nhau, nhưng về cơ bản những biến thể trên thì đều dựa trên bốn thành tố. Thứ nhất là nhận diện khách hàng, thứ hai là phân biệt khách hàng, thứ ba là tương tác với khách hàng, và cuối cùng là cá nhân hóa khách hàng. Về bước đầu tiên trong giai đoạn nhận diện khách hàng, để có được tập khách hàng chất lượng thì đòi hỏi nhà quản lý phải bỏ công bỏ sức để tiến hành nghiên cứu, xác định khách hàng mục tiêu, các vấn đề cần lưu ý khi sử dụng mô hình IDIC trong quản trị quan hệ khách hàng, bao gồm rà soát lại liệu khách hàng để tiến hành các hoạt động nhận diện. Giai đoạn đầu tiên, rà soát lại số liệu khách hàng, bao gồm các câu hỏi yêu cầu nhà quản lý phải trả lời như doanh nghiệp hiện đang lưu trữ bao nhiêu khách hàng, số lượng khách hàng doanh nghiệp đang có trong cơ sở dữ liệu là bao nhiêu. Mọi thông tin về những khách hàng đó liệu đã đầy đủ chưa? Sau khi đánh giá kiểm kê lại thông tin khách hàng thì bước tiếp theo đó là thu thập thêm khách hàng mới. Có rất nhiều cách để khách hàng tự hiện diện trước doanh nghiệp, và một số phương pháp thường được các công ty và đơn vị sử dụng như là mua bán dữ liệu. Ưu điểm của phương pháp này là nhanh chóng, nhưng nhược điểm thì chất lượng danh sách không tốt, hoặc là có thể tổ chức sự kiện tài trợ. Điều này có thể thu hút được một lượng lớn những người tiêu dùng tiềm năng biết tới doanh nghiệp, nhưng chất lượng thì cần phải xem xét lại. Chạy quảng cáo để kéo tập khách hàng, ưu điểm chất lượng khách hàng tốt nhưng khả năng chuyển đổi cao, nhưng chi phí để có một khách hàng như vậy thì thường rất là tốn kém. Giai đoạn thứ hai trong chiến lược đó chính là nhận diện khách hàng. Khi đã có trong tay một danh sách người dùng sẵn có và thu thập được thì bước tiếp theo là giai đoạn nhận diện khách hàng. Đây là bước cơ bản của mô hình IDIC, cụ thể như xác định về thông tin nhận diện khách hàng, liên kết toàn bộ thông tin nhận dạng đó với các giao dịch tương tác với doanh nghiệp. Thứ hai là nhập thông tin về khách hàng vào dữ liệu CRM của doanh nghiệp để quản lý thống nhất và phân tích các đặc điểm nhận dạng người dùng thông qua hồ sơ hành vi của họ, từ đó dự đoán các xu hướng mua hàng cũng như hành động của họ trong tương lai. Các bước cần làm trong giai đoạn phân biệt khách hàng. Sau khi vẽ được chân dung một người tiêu dùng ở bước 1 trong mô hình IDIC thì quản lý quan hệ khách hàng, thì ta sẽ tiến đến bước thứ hai. Phân biệt khách hàng được chia thành hai loại chính theo giá trị và nhu cầu. Đầu tiên, phân biệt khách hàng theo giá trị, tức là phân loại khách hàng theo giá trị. Việc phân loại này đòi hỏi
Việc phân loại này thì rất là thách thức, và giá trị khách hàng ở đây được kiểu là một tài sản mang về cho doanh nghiệp trong tương lai, mà tương lai thì không chắc chắn nên cần được dự đoán dựa trên những hành động trong quá khứ của người tiêu dùng để phân loại giá trị khách hàng. Hiện nay các doanh nghiệp thường sử dụng mô hình giá trị hiện tại thực về giá trị tiềm ẩn và giá trị khách hàng lâu dài. Thứ hai là phân biệt khách hàng theo nhu cầu. Mỗi khách hàng khác nhau thì đều có một nhu cầu sử dụng các sản phẩm khác nhau. Việc nhìn nhận được các quan điểm hành vi của khách hàng chính là chìa khóa để mang tới mọi thành công cho bất kỳ một chiến dịch bán hàng nào. Và chắc chắn một điều là các sản phẩm của doanh nghiệp thì sẽ không thể làm hài lòng 100% tập khách hàng của mình. Vì vậy thì việc phân nhóm theo nhu cầu thực sự là vấn đề cần được quan tâm. Chúng ta sẽ đến đến chiến lược thứ ba là giai đoạn tương tác với khách hàng. Các bước cần làm, thứ nhất là xây dựng mối quan hệ khách hàng. Càng thân thiết thì tỷ lệ khách hàng thành công của doanh nghiệp càng cao, và việc tương tác với khách hàng đòi hỏi cả hai bên đều hiểu rõ nhu cầu và có khả năng thực hiện các hành vi giao dịch. Việc tương tác không phải để doanh nghiệp hiểu thị trường mà để hiểu sâu hơn về mỗi cá nhân trong cuộc đối thoại. Các công cụ được đa số doanh nghiệp sử dụng để tương tác với khách hàng đó là phần mềm CIM. Các lợi thế mà CIM có thể mang lại cho khách hàng khi áp dụng vào mô hình IDCD có thể kể tới như quản lý bán hàng tự động Salesforce Automation, giúp theo dõi khách hàng, tìm kiếm người dùng tiềm năng, lưu trữ toàn bộ lịch sử giao dịch với khách hàng đó, và quản lý bán hàng tự động còn thiết lập các báo cáo về tình hình bán hàng theo thời gian thực để nhà quản trị đưa ra các quyết định nhanh chóng. Quản lý các chiến dịch marketing, ứng dụng này của CIM được thể hiện qua các module tích hợp về SMS, email marketing, hoàn toàn tự động. Với toàn bộ công cụ này thì nhà quản lý có thể triển khai và thực hiện và theo dõi các chiến dịch marketing đa kênh, đa nền tảng một cách đầy đủ và chi tiết. Về dịch vụ chăm sóc khách hàng, đây là tính năng không thể thiếu khi tương tác khách hàng của CIM. Doanh nghiệp giờ đây có thể tương tác với khách hàng một cách dễ dàng hơn thông qua các kênh như tổng đài, thông qua các fanpage trên mạng xã hội Facebook, hoặc là các chatbot ở trong trong các website. Bước cuối cùng trong chiến lược là cá nhân hóa khách hàng. Doanh nghiệp cần cung ứng khách hàng những sản phẩm mà người tiêu dùng có thể tùy biến ở một mức độ nào đó để phục vụ nhu cầu của mỗi cá nhân. Đồng thời thì người quản lý cũng cần lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng để thay đổi, bổ sung cho sản phẩm dịch vụ của mình đáp ứng được với số đông người tiêu dùng. Một trong những vấn đề phát sinh khi tùy biến theo số đông là có thể một vài thành phần không được kết hợp một cách khoa học. Đây là thách thức cũng như cơ hội của doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm đột phá so với đối thủ cạnh tranh. Một trong số các biện pháp để giúp doanh nghiệp tùy biến theo nhu cầu của khách hàng mà vẫn giữ được bản sắc của sản phẩm của mình, đó chính là cung cấp thêm những sản phẩm dịch vụ liên quan và liên kết hợp tác với các đơn vị dịch vụ khác, hoặc thiết kế các sản phẩm theo dạng module cung cấp chuỗi giá trị dịch vụ và tạo được từ đó có thể tạo điều kiện để khách hàng tham gia vào thiết kế sản phẩm. Tuy nhiên thì về lâu dài doanh nghiệp cần liên tục nâng cao chất lượng của sản phẩm của mình, tùy biến cải thiện tổng thể các cấu thành của sản phẩm dịch vụ chứ không phải là một vài phần cụ thể theo yêu cầu của người dùng. Đây chính là yêu cầu chính của nguyên tắc cuối cùng cho mô hình IDIC muốn đề cập tới. Phần thuyết trình của em đến đây là kết thúc. Em xin cảm ơn cô và các bạn. Rồi, thì cảm ơn cái phần trình bày của nhóm số 3 đúng không ạ? Nhóm số 3 đã trình bày nói chung là cái nội dung cô đã giao đó là tổng quan đúng không ạ? Tổng quan và giới thiệu một chút xíu về cái đặc trưng cũng như là một góc tổng quan nhất để chúng ta có thể hiểu về CIM. Thì các bạn trình bày cũng tương đối là đầy đủ. Tuy nhiên là cái vấn đề về CIM là một vấn đề rất là mới.
đúng không? Thật ra nó cũ xì rồi các bạn, nó không mới. Nhưng mà đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam mình á, thì họ lại hiểu ở các cái góc độ rất đơn giản. Ví dụ CRM là gì? Là quản trị quan hệ khách hàng. Có nhiều doanh nghiệp họ nghĩ rằng là họ sẽ gọi điện hỏi thăm khách hàng, xong rồi là họ bán upsell, cross-sell. Như vậy là đã làm quản trị quan hệ khách hàng. Một số các công ty họ nghĩ là họ lưu hết dữ liệu khách hàng lại, sau đó cần thì mình làm gì thì làm. Như vậy đã làm CRM rồi, đúng không ạ? Rồi là có nhiều doanh nghiệp họ chỉ cần hiểu là gì ạ? Áp dụng công nghệ thông tin, mua một cái gói CRM của một công ty nào đó về, in vô xài, rồi xong. Như vậy là mình quản trị CRM. Như vậy thì những cái hiểu biết của các cái doanh nghiệp như vậy nó chưa có đủ, đúng không ạ? Cho nên là cô muốn các bạn hiểu được CRM là cái gì trước, đúng không ạ? Thì cái phần trình bày của nhóm số 3 cộng thêm với việc là tối nay các bạn về các bạn bật ra cái CRM ở trên cái tài liệu tham khảo mà cô up cho các bạn, đúng không ạ? Các bạn có thể lên trên YouTube, các bạn search thêm, xem thêm một